Vâng, thưa các bạn, thì trong cái buổi livestream trực tiếp của bà Nguyễn Phương Hằng trên kênh Chuồn Đua Đại Nam thì đã đạt được số lượng mọi người xem kỷ lục, khiến cho những cái nghệ sĩ hay những cái nhãn hàng bán hàng live là trực tiếp thì cũng phải mơ ước. Thì bà Nguyễn Phương Hằng đã nhắc tới một nhân vật, đó chính là Trần Dần. Và bà nói vui là có thể là bà với ông này thì có thể là sẽ có một cái tình yêu xa rất là đẹp, khiến cho mọi người thắc mắc ông Trần Dần này là ai. Tôi có ủng hộ, tất nhiên có một nữ anh thư là tất nhiên là bà Nguyễn Phương Hằng, bà làm như vậy là tất nhiên, xin lỗi, tôi cũng ủng hộ bà, là tôi thấy bà là một người đàn bà khác thường, làm chuyện phi thường, không có ai dám làm giống như bà gì hết. Tôi cũng say mê bà lắm chứ, tại tôi nghe bà nói nghe hay quá, còn hơn người tất nhiên diễn hài nữa mà, bà nói là làm ta vui, trời đất ơi, thả tim quý vị, thả tim đi, bà là tỷ phú rồi, cái gì bà cũng có hết rồi, tại sao bà làm như vậy? Cái đó là cái người khác thường làm chuyện phi thường. Vâng, thưa các bạn, nhà tiên tri Trần Dần thì từng thổ lộ rằng mình chỉ suốt đời là theo đuổi những ca sĩ Như Quỳnh. Trên trang nhà Facebook cá nhân của ông có xuất hiện rất nhiều hình ảnh mà ông chụp hình chung với nữ ca sĩ Như Quỳnh, thậm chí còn có những tấm hình dường như là được Photoshop ghép lại. Và nhiều người đang đồn đoán rằng là tiên tri vũ trụ Trần Dần đang thầm thương trộm nhớ nữ ca sĩ Như Quỳnh. Ông muốn nói gì về điều này? Tôi nói cho quý vị nghe, cái đó mà những cái mà tất nhiên mà cái mà Photoshop đó là những đệ tử của tôi, nó Photoshop thôi chứ tôi cũng không care mấy cái chuyện đó nữa. Nhưng mà thậm chí là ông là người share những tấm hình đó. Không, cái đó lý do nó cho tôi thấy hay thì tôi để, chứ tôi đâu có sợ. Khi mà tôi để cô Như Quỳnh, cô Như Quỳnh không cầm lên thôi. Nhưng mà còn những cái chuyện đó, chuyện không quan những trọng. Cái lời lẽ mà lời lẽ bây giờ là dường không, như là hai người đính hôn hay như thế nào? Đính hôn là cái đó là sự thật, chứ đừng phải cũng là không sự thật. Bởi vì năm lúc có cái phe trên gà, cái bữa mà một tay tháng 9 phe trên gà do Thanh Tiền á, thì tôi có mua một bó bông, tôi cầu, nghĩa là tôi cầu hôn tại cái chỗ bữa đó. Vậy không biết trước những cái lời nói của bà Phương Hằng vào tối ngày hôm qua thì trái tim của Trần Dần sẽ ra sao và cảm xúc của ông sẽ như thế nào? Trời, nghe say mê là mình thấy khoái rồi quý vị. Thấy không, em có dâu rồi mà còn có một anh Trần Dần say mê em. Vâng, thưa các bạn, thì cộng đồng mạng hay là những người mà ở hải ngoại thì có lẽ là cũng không lạ gì cái nhân vật Trần Dần này. Hôm nay là tất nhiên tôi xin chào quý vị, tất nhiên là đồng bào hải ngoại. Vâng. Hôm nay tôi tự giới thiệu tôi là đệ nhất nhà tiên tri vũ trụ Trần Dần, cũng là đệ nhất quốc sư Hoa Kỳ Trần Dần, cố vấn tối cao tổng thống Obama, hiện tại bây giờ là cố vấn tối cao cho tổng thống Donald Trump. Nhưng mà ở Việt Nam thì cũng có một số người thì biết, chứ còn nhiều người thì cũng chưa biết. Vậy nhân vật Trần Dần này là ai? Vâng, Trần Dần thì nổi lên là nhờ những cái clip mà livestream tiên tri mà nhảm nhí và tự nhận mình là với cái danh xưng như là nhà tiên tri vũ trụ Trần Dần, đệ nhất quốc sư Hoa Kỳ và giáo sư Trần Dần. Những cái clip của ông thì thu hút rất nhiều người quan tâm. Vâng. Trần Dần thì còn gọi là Tiger Trần, được biết là một người của chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ, và ông là một nhà tiên tri thì tự xưng, và ông chủ yếu là tiên tri về cái tình hình chính trị thời sự thế giới. Hầu hết các tiên đoán của ông thì đều bị chặt vô căn cứ, nên cộng đồng mạng chủ yếu là xem ông thì thấy cái sự hài hước, vui và giải trí là chính, chứ họ không xem để soi chiếu hay là xem để rút ra một bài học gì đó. Họ cũng không hề tin tưởng vào cái khả năng tiên đoán của ông. Và ông cũng tự đặt ra nhiều cái tên rất là mỹ miều, như là mình là nhà tiên tri vũ trụ, rồi sứ giả của Giê-xu, đệ nhất khổng minh Gia Cát Dần. Đi đâu thì ông cũng luôn luôn tự hào mình là cố vấn tối cao ba đời của Tổng thống Mỹ. Trần Dần là cố vấn tối cao, là nhà tiên tri vũ trụ này. Ông Trần Dần thì nổi tiếng trên mạng, ông thì cũng bị chế giễu và châm biếm rất là nhiều. Ông có nhiều cái clip mà xem bói rất là tấu hài, và phát ngôn thì rất là vui, ngô nghê và có phần bị ảo tưởng. Nhưng mà thiết nghĩ thì cái này là do ông cố tình tạo ra một cái tiếp như vậy để được mọi người chú ý, chứ thật ra thì ông cũng là một con người mà
cũng khá là sâu sắc và nhìn nhận thời cuộc thì tôi nghĩ cũng ổn chứ không đến nỗi nào. Dần dần là cố vấn tối cao, là nhà tiên tri vũ trụ này. Vâng, thưa các bạn, thì ông Trần Dần thì cũng đã từng phải cạo đầu của mình nhiều lần vì những cái lời hứa vào những cái lời tiên tri của mình. Và lần này thì tôi hy vọng rằng ông sẽ không bị cạo đầu vì ông đã có những cái dự đoán là ông Võ Hoàng Yên sẽ bị xử vào tù vào cuối năm nay. Thế có lẽ là đây là một trong những cái nhận định hay là tiên tri, nhưng mà tôi nghĩ là có thể là thành công của ông. Ngũ hổ ăn nói khoa trương, tao đủ chỗ gây cơn chấn động như bom tấn công, tao tạo ra nên cái vụ nổ. Vâng, thưa các bạn, thì sau một thời gian dài mà khi đi qua nước ngoài sinh sống thì ông đã từng có những cái nhìn mà thiếu tích cực về Việt Nam. Nhưng mà thời gian gần đây thì ông cũng đã có những cái nhìn rất là tích cực. Vâng, hoan nghênh ông Trần Dần. Và rất là hóng những cái clip và những cái phát ngôn mới của ông. Thì đâu nó cũng là một cái gì đó mà đem lại cái giải trí, cái tiếng cười cho mọi người. Chúc ông thật nhiều sức khỏe. Tao xin ngày dần, tháng dần, năm dần, tuổi dần và tên Trần Dần. Ngũ hổ ăn nói khoa trương, tao đủ chỗ gây cơn chấn động như bom tấn công, tao tạo ra nơi.